Cái món gì mà nó coi nhưng mà có gọi là coi như thợ cho yên tâm. Món gì ôi đấy, giời, món gì đấy? nó cũng như mình này. Không, thế nó có làm quen đấy thôi chứ có cái gì đâu. Không, cũng công nhận là nó tắm trông cũng nhẹn lắm.